Trong cái clip mà về hôm qua mình có giới thiệu các bạn là mình có con Luckman DA200 mới về. Thì con này thì thuộc cái phân khúc cao cấp dòng chữ ký. Con Luckman DA200 này có rất là nhiều cổng kết nối. Trong đó một cổng cáp quang, một cổng đồng trục, một cổng USB máy tính và hai cái đường analog để chúng ta làm rè. Thì cái dòng DA200 này nó hỗ trợ các bạn lên đến D32 bit nha. Con này thì cái size của nó khoảng đâu là khoảng 38 á. Khoảng 38, 36 gì đó. Đây là cái nội thất bên trong đó này. Đó, rất là khủng nha. Rất là khủng, rất là nội thất tràn trịch luôn. Thì con này giá thị trường đâu đó là khoảng là hơn 23-22 triệu gì đó. Còn mình thì mình bán 19.200.000 thôi nha các bạn. 19.200.000. Luckman DA200M thì nó có cái thông số kỹ thuật như sau. Chiều ngang là 36.4, chiều cao là 81 và chiều sâu là 28. Nặng 5,1 kg. Và điện của con này là điện 100V nha các bạn. Hàng nội địa Nhật Bản, điện 100V. Nó hỗ trợ cho các bạn chơi được DSD. Và các bạn lưu ý là DSD thì các bạn phải kết nối qua máy tính. Còn chúng ta kết nối qua TV hoặc là những cái đầu CD phát khác thì nó hỗ trợ các bạn tối đa 24. Thì các bạn nếu là chúng ta có máy tính thì chúng ta nên chơi qua máy tính để cho nó được trải nghiệm thêm DSD. Rồi bây giờ mình quay phía sau cho các bạn nhìn nha. Sản xuất tại Nhật Bản nha. Có cổng analog ra và cổng ba lăng ra nữa. Các bạn muốn làm rè thì các bạn gạt cái công tắc này qua chữ variable thì nó mới làm rè được nha. Còn bình thường nó ở chế độ fix thì không làm rè được. Nó sẽ ra tiếng lớn luôn. Sản xuất tại Nhật Bản. Cấp quang, cấp đồng trục, cấp máy tính, ba đường. Rất là mới. Ngoại hình của nó mình quay kỹ lại nha. Mặt tiền cực kỳ đẹp. Có một vết ố nhỏ nhỏ ở đây, mình lau chưa ra. Không phải vết trầy nha. Không phải vết trầy. Một cái nấm nguồn, một cái nấm chuyển cổng ở giữa và một cái nấm chuyển volume ở bên tay phải. Rồi giá là 19.200.000. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn test nhạc qua đường cáp quang. Còn mình sẽ test nhạc qua đường USB máy tính sau. Thì cái con này, cái tầm phân khúc này thì rất là khó có sự lựa chọn nào hay hơn. Trừ khi các bạn muốn những cái dòng mà nó chơi là có USB ổ cứng, người ta muốn tiện lợi. Chứ con này thì trong cái tầm tiền này nó ngang những cái đời khoảng hơn 20 của những cái thương hiệu khác. Và về cái cách nối thì nếu các bạn chỉ có chơi qua TV, chơi qua máy tính thì đây là sự lựa chọn rất là hợp. Hoặc là các bạn có những cái power play rồi thì chúng ta mua con này để làm rè luôn thì rất là ok. Con này làm rè rất là hay. Nó có đường analog in để các bạn làm rè. Các bạn lưu ý là đường analog vào thì nó sẽ không qua giải mã nha. Nó sẽ qua tín hiệu rè thôi. Còn đường digital vào, cấp quang, cấp đồng trục, cấp máy tính thì nó sẽ qua đường xử lý digital hay gọi là qua cái chip DIC. Sau đó nó qua cái phần xử lý rè rồi mới xuống cái giải mã. Đó là cái đặc điểm hay của con này. Bây giờ mình test nhạc nha. Bên mình có cung cấp USB ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB, 800.000. Còn một ổ cứng sẽ là 1000GB, giá 2 triệu. Thank you.
đưa món cuốn.